Mọi người ơi, mình đã bị hố rồi. Mình coi ở trên mạng á, mình thấy là nó ghi là tới 10 cái giường luôn. Mà bây giờ vô á hon, là có 4 cái giường đơn, một cái giường bự. Có cái này. Mình tưởng nó là một cái queen bed mà tự nhiên nó ra cái này. Ôi vô duyên dễ sợ luôn. Cái này đâu phải cái phòng đâu trời. Ok, thôi, mình sẽ tiếp tục. Đây là sơ sơ cái tour của căn nhà. Rồi mình sẽ quay cho mọi người thêm những hoạt động ở đây nha. Hẹn gặp lại mọi người sau. Đây là cái buổi sáng đầu tiên mà mình ở Big Bear trong cái chuyến du lịch này. Thì mình về cả nhà đang đi chợ. Tại lý do là cái chỗ mình ở nó quá cùi mía đi. Trời ơi, hôm qua mình cầm lên, mình nói sao chợ mà không có xà phòng, cũng không có đủ giấy vệ sinh cho mình, không có napkin, còn cái miếng nửa chén thì là cũ rồi, mình đâu có dám xài đâu. Xong thế là cầm lên xong, cái họ bảo thì là chủ nhà có để hai cuộn giấy vệ sinh mà. Xong á, mình nói chứ nghĩ sao hai cuộn, có một cuộn à, còn cái cuộn kia thì hết rồi, mà napkin thì cũng không có. Xong thế là phải lấy giấy vệ sinh để làm napkin. Thế là tối đó đem đến cho hai chai xà phòng và đúng hai cái cuộn giấy vệ sinh. Thôi bây giờ không đủ xài, còn mấy cái kia thì không có đem, nên là mình phải tự đi mua. Xíu nữa là mình sẽ bỏ cái chỗ này xuống cho mọi người coi, để mọi người né ra nha, đừng có đi cái chỗ này nó dởm lắm. Chùm đi có ngon không mấy bé? Chùm đi ngon không? Chắc ngon. Và trời đang mưa. Ngồi với các bạn. Đây là cũng đỡ. Đây là 11 giờ rồi. Mọi người đang ăn. Mà tưởng là chưa sẽ nắng lắm, nhưng mà nhờ có mưa, hơi mưa nè, với trong rừng cây, nên là nó không có nóng, nó mát mát ui ui. Tưởng là mới 7 giờ sáng cơ. Và trước một cái nhạc ở đây sẽ bắt đầu. Tăng tăng. Đây mình cũng sẽ chui vô nhỏ còn vui. Bây giờ mưa bự quá chừng, mình phải chui vô trong mình trốn hết, tại vì tự nhiên mưa bự quá chừng. Đây mọi người nhìn nè, có sấm chớp nữa, nãy giờ rầm. Mà mình xem ở trên thời tiết á, mình thấy nó đâu có mưa đâu ta, nó nói là hôm nay tới 85 độ mà sao tự nhiên mưa dữ dằn, không lẽ ông trời đang ghét mình sao? Mọi người ơi, mưa tầm tã, mưa như chút. Trời là trời, mưa lắm luôn á. Mình tính đi chơi hôm nay á, là theo dự định là cả nhà sẽ đi vòng vòng chỗ này chơi, nhưng mà giờ mưa như vậy là ở nhà luôn rồi, mình thay đồ ngủ luôn rồi nè. Thấy luôn rồi, mọi người thấy không, trên cái xe nhìn rõ này, mưa đá luôn rồi, bây giờ là đi ra đá hết luôn á. Go to the back. Mọi người ơi, trời đã tạnh mưa và đồng đội của mình quyết định là sẽ đi ra ngoài xem sao. Nhưng mà mưa xong thì nó hơi lạnh, rồi mình tưởng là nó nóng lắm, mình đâu có đem áo khoác đâu. Nên là bây giờ chùm cái mền, chùm cái khăn chứ đừng đi. Giờ mình sẽ đi vừa quay cho mọi người xem nha. Mọi người nhìn mấy cây thông sau khi được tắm mưa nè. Mình hy vọng là không có đi nửa đường xong rồi nó mưa chắc chết. Mà ở trên đây nó có cái mùi thông thơm thơm vậy. Mình đi lên nhóc đây. Trời ơi, mệt quá. Ôi, tôi đi sao không nổi đâu, mệt quá.
Đây là nhà hàng xóm. Nhà hàng xóm cho phát kênh ngon. Còn nhà mình phát kênh như sệt. Here must be so skinny. Like a puff with me. So we look like. Where đây thì hôm nay mẹ đã ra tay cho cả nhà ăn sáng món chả gà với lại gỏi gà này. Mình thấy có mấy cái ly bự này, mình ra mình làm tô để mình ăn cháo. Đây thì sơ đây sẽ là món ăn buổi sáng của nhà mình. Bây giờ cả nhà mình sẽ ăn và xíu nữa mình đi đâu thì mình sẽ quay cho mọi người xem tiếp ha. Thưa mọi người, đây là buổi sáng thứ hai mình ở đây và có vẻ như là do mình ăn ở hay gì đó và trời để sấm chớp lại lần nữa. Hôm qua là mưa nguyên ngày không có đi đâu, ở nhà không à. Hôm nay sáng sớm cả nhà mình tính trưa là sẽ đi chèo thuyền, mà bây giờ là họ sấm chớp lên rồi, chắc là chuẩn bị trời sẽ mưa tiếp á. Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ đi liền nha. Ê là tự nhiên bây giờ á là kêu là sửa đường đóng đường xong mình phải lật đầu mình chạy, chứ không là tại vì có một cái đường lên đường xuống à, mình không chạy liền á là không có đi được luôn. Ok, bây giờ mình đang chạy tí nha. Mình sẽ khám phá chỗ mới nha. Mình đi chợ khác. Hôm qua đi Bond, hôm đi Stay the Bros. Trời ơi trời, không có chỗ nào để đi hết. Toàn đi chợ không à. Ba của mình, anh đi du lịch mà anh bị sốc độ cao, nên là anh ăn xong rồi anh ngủ. Anh ngủ vậy lại anh ăn xong anh lại ngủ tiếp. Bây giờ anh đang đi chợ và anh nói là để mà dịch trừ cái bệnh sốc độ cao của anh thì anh phải mua chai rượu và anh uống, chứ bia thì nó không đủ đô.
Ủa bé lựa được cái này chưa? Chưa hả? Mọi người ơi, ở dưới kia thì là 1 mét vuông có tới 2 tiệm trà sữa. Đi đâu góc đường nào cũng có trà sữa. Còn lên đây không có gì để chơi, không có gì để ăn. Bây giờ đi kiếm trà sữa cũng khó, không vất vả. Thấy một tiệm trà sữa mà mừng muốn chết. Mà nó cũng không phải tiệm trà sữa nữa. Xíu nữa mình đi mình sẽ quay cho mọi người xem cái chỗ mình tìm thấy là cái gì nha. Chị đi mua đồ uống chán đời quá, không có gì chơi thì bây giờ chị ăn đồ uống thôi. Đây, what is food? I didn't eat food. No. Giờ lỡ đang mưa. Mình không hiểu sao mình đi mùa hè mà lại mưa nhiều như vậy luôn á. Năm ngoái mình cũng đi tầm này luôn nè. Thôi đi về lại. Mọi người, đây là một chuyến du lịch đáng nhớ của gia đình mình. Chuyến du lịch này là với mục tiêu chủ yếu là nghỉ dưỡng, là có nghĩa là ở nhà nghỉ và dưỡng. Dưỡng là dinh dưỡng. Là mình sẽ ở nhà bổ sung dinh dưỡng và mình nghỉ ngơi, có nghĩa là mình ăn xong mình ngủ xong mình dậy mình ăn tiếp. Thì hiện tại bây giờ là trời mưa, là ngày thứ hai. Sáng sớm mai là mình đi về rồi và hôm nay là cái ngày thứ hai trời mưa. Hồi qua không đi đâu được và có vẻ như hôm nay chúng ta cũng sẽ ở nhà. Sau khi đi chợ xong thì mình kiếm đồ ăn nhưng mà cũng không có gì để ăn hết. Kiếm nước uống thì là nó đâu cách chỗ này 22 mai thì có một cái tiệm Boba City. Bây giờ là kiếm được cái crepe nên mình sẽ tới đó. Thì có thể cái chuyến đi tới ăn crepe là sẽ là cái highlight của cái video này. Tại vì không có đi đâu nữa đó mà quay. Hẹn gặp lại mọi người sau khi mình tới cái tiệm crepe nha. Chị hai lấy cho Minh Thanh một cái strawberry cheesecake. Chị hai, I want a crepe too. Okay. Can we have 2 strawberry Nutella? All right, just in a second. It's probably gonna be about like a 20-minute wait. Is that okay? 10 minutes. Yeah. Yeah, it's okay. It's strawberry cheesecake. We're gonna get 2 strawberry Nutella. You guys want banana? Yeah, maybe 1 banana. Okay, so 1 with banana, 1 without. Yeah. Okay, so 1 strawberry, 1 banana, or just 1 Nutella? Also 1 Nutella strawberry banana, 1 Nutella strawberry. Okay, so how many crepes are we getting? Because it's 2. Gonna add it. Okay, so we're only getting 2? Yeah. So 1 Nutella banana and 1 Nutella strawberry. They don't mix. No, 1 Nutella banana and strawberry. Oh, gotcha. And 1 Nutella strawberry only without banana. Gotcha. COVID? Mùa Covid mà còn bị trời mưa nữa. Mọi người ơi, mưa rơi trong lòng tả tơi. Đây là chuyến du lịch của chúng tôi. Ở sau chơi game, ở trước chơi phone, ngồi trong xe đợi mưa tạnh.